Đây là video Demo Solution in Voyager đến từ Cloudace. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn 3 hóa đơn đến từ 3 cửa hàng khác nhau. Hệ thống của chúng tôi thì hoàn toàn có thể nhận diện được đa dạng các loại hóa đơn. Đầu tiên, tôi sẽ chọn hóa đơn được chụp một cách ngay ngắn nhất. Đây là hình ảnh và thông tin của hóa đơn. Đây là kết quả trả ra, bao gồm tên cửa hàng, địa chỉ cửa hàng, thời gian xuất hóa đơn và cuối cùng là tổng số tiền phải chi trả. Nếu khách hàng có nhu cầu điều chỉnh những trường thông tin được trích xuất, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng một cách dễ dàng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Tôi xin phép chọn một ảnh thứ hai. Như mọi người có thể thấy thì ảnh thứ hai, ảnh của hóa đơn đã được chụp ngang một góc 90 độ. Không nhất thiết ảnh của hóa đơn phải được chụp chính diện. Hệ thống của chúng tôi hoàn toàn có thể trích xuất được thông tin của những hình ảnh hóa đơn nghiêng một góc bất kỳ. Ở đây thì tôi lấy ra hai ví dụ để có thể minh họa. Do hiện tại tôi đang chạy trên một laptop với phần cứng hạn chế, cho nên thời gian trích xuất thông tin rơi vào tầm khoảng 8 giây. Tuy nhiên, khi chúng tôi implement hệ thống trên những hệ thống có phần cứng mạnh mẽ hơn thì hoàn toàn trong một giây có thể trích xuất được thông tin của một hóa đơn. Như mọi người có thể thấy thì thông tin được trích xuất gần như chính xác hoàn toàn. Và cuối cùng tôi sẽ chọn một hóa đơn được xây ngược. Hệ thống hoàn toàn có thể đủ thông minh để có thể nhận diện được thông tin của hóa đơn ngay cả khi bức ảnh không được chụp một cách ngay ngắn. Như mọi người có thể thấy, thông tin vẫn được trích xuất một cách nhanh và chính xác. Xin cảm ơn mọi người.